kết thực hiện chương trình đến từ trung tâm tổ chức tiệc cưới sự kiện Trung học MC. Xin được kính gửi tới toàn thể quý vị một lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tình yêu và hôn nhân là một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người của chúng ta. Tình yêu mang đến chúng ta những giây phút hoàn hạnh phúc, để chúng ta có những khoảnh khắc để mến thương, và đặc biệt hơn nữa để chúng ta cảm nhận thấy rằng cuộc sống này còn có rất nhiều điều ý nghĩa và thật tuyệt đẹp. Còn hôn nhân đó chính là cái mốc quan trọng để chúng ta khẳng định một sự trưởng thành, một vai trò trách nhiệm của mỗi con người trong một gia đình nói riêng và một xã hội nói chung. Bao đời nay vẫn là thế, quy luật ngàn xưa vẫn là vậy, trai khôn thì rừng mờ, gái lớn thì gả chồng. Điều này đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi con người chúng ta, của truyền thống đại gia đình dân tộc Việt Nam. Và tình yêu của hai bạn ngày hôm nay cũng vậy, họ không bao giờ nằm ngoài quy luật tình yêu đó. Họ yêu nhau bằng tình ý, quý nhau bằng tình thương của hai bất ngờ công khác. Khi hai tâm hồn của họ chính thức đều đến được với nhau, hai trái tim cùng chung một nhịp đập và hơi thở của họ chính thức hòa quyện vào nhau. Và trong cuộc sống họ xác định lúc này sống không thể thiếu nhau được nữa. Và điều này ngày hôm nay được sự nhất trí của chính quyền địa phương, được sự cho phép của đại gia đình hai họ, được sự vun đắp đồng thuận của toàn thể quý vị anh chị và các bạn đang có mặt tại không gian tình yêu ngày hôm nay, để chúng ta cùng ấn định thời khắc này, một thời khắc rất tuyệt vời để tổ chức ngày lễ thành hôn dành cho anh Thao và Thanh Xuân. Niềm vui son sắc đời chờ, tháng năm mong đợi bây giờ ở đây. Giờ phút ở đây không để cho toàn thể quý vị và các bạn chúng ta chờ đợi thêm nữa. Xin mời chú rể anh Thao, cô dâu Thanh Xuân, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau vui mừng đứng lên, nở một nụ cười rạng rỡ nhất và một cái cúi chào hiện diện ra mắt toàn thể quý vị. Ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn của anh Thao, Thanh Xuân xin phép được bắt đầu. Trưa nay và giờ phút trang trọng yêu thương này, cho phép Thanh Huế xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng hướng dòng cảm xúc của mình trở về với hai nhân vật chính, và chúng ta sẽ cùng đến với một nghi lễ trang trọng yêu thương hạnh phúc nhất của đôi nương trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là hai em sẽ cùng trao cho nhau chiếc vòng nhẫn cưới, cái vật thiêng liêng nhất của cuộc đời mình. Xin mời chú rể cô dâu sẽ cùng hướng mắt vào nhau đi nào, và hai em sẽ cùng trao cho nhau chiếc vòng nhẫn cưới. Trân trọng kính mời. Mong muốn toàn thể quý vị khách quý mời quý vị có thể dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa để cùng chúc mừng. Trong buổi trưa ngày hôm nay, chú rể anh Thao, cô dâu Thanh Xuân, họ luôn luôn nở một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười hạnh phúc. Và từ giờ phút này đây, họ đã chiến thắng trở về một mái nhà trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn nữa, xin mời. Xin được chúc mừng cho hai bạn trăm năm tình viên mãn bằng đầu nghĩa phu thê. Và tiếp theo xin mời con dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng hướng về phía bên tay phải, đó chính là thắp hương tình yêu mà ban tổ chức chúng tôi cũng đã chuẩn bị để dành tặng cho hai bạn. Vé sẽ cùng tay trong tay thắp lên thắp hương tình yêu mừng ngày hai ta chuẩn nghĩa vợ chồng trăm năm và trước sự hiện của toàn thể quý vị. Và xin mời chú rể với bàn tay khéo léo của mình vui hai chai rượu sâm panh cùng với người vợ yêu quý của mình sẽ cùng chung tay thắp đầy thắp hương tình yêu. Xin mời. Vâng, chú rể thương, chúng ta đã được chứng kiến những giây phút thật tuyệt vời, những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hai bạn, chú rể anh Thao, cô dâu Thanh Xuân. Và trai điệu đầu tiên đã được chú rể của chúng ta khui ra rất là thành công. Và xin mời hai em sẽ cùng chung tay nhau rót tràn ly rượu hạnh phúc đi nào. Ngày hôm nay đến rồi, lúc anh thức dậy. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng dành tình cảm của mình vững vàng với thắp hương tình yêu để được chứng kiến trọn vẹn niềm hạnh phúc gấp tần và đôi tay trẻ có được ngày hôm nay.
xin mời chủ đề của trang điều thứ hai ạ. Tiếng chuông ngân lên, dừng liêng đến rồi, mãi cam lòng ngàn, sao biết mang khẽ gì, niềm hạnh phúc. Vâng, tuyệt vời, rất là thành công ạ. Xin mời hai em chúng ta tiếp tục ạ. Tình em như biển rộng, tình em như sông dài. Hai chúng ta là hai người cuộc đời cùng ghép lại để dựng xây hạnh phúc. Tình chúng mình như hình bao bằng phúc, dẫu cho đời trọn vẹn cả đoàn xuân. Và trong mắt anh, em là một gương thật thắp sáng lên lửa tình yêu nồng cháy. Và anh biết trong tim em cũng vậy, chỉ có anh và sinh hồn. Rất tuyệt vời. Và sau đây xin mời chú rể sẽ cùng nâng một ly rượu dâng cho người vợ yêu của mình nào. Và một ly rượu còn lại em cùng giữ lại cho mình. Và chú rể cầm tay phải, cô dâu cầm tay phải. Rất tuyệt vời, trợ giúp cho cô dâu và chú rể. Giờ phút này cho phép Phùng Hồng và Thanh Huế được làm cầu nối từ chú rể và cô dâu tới toàn thể quý vị. Chúng ta hãy thắp đầy ly rượu của mình, nâng ly thật cao, chờ giúp cho chúng tôi một tiếng 1, 2, 3 rô thật to và thật dài được không quý vị? Có chưa ạ? Nào chú rể, chúng ta nâng ly thật cao được không ạ? Cô dâu cầm tay phải đi nào, hai em đang chéo tay vào nhau đi. Chú rể cầm tay phải ạ. Tay phải đâu, dùng khóa hay sao? Vâng ạ, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta cùng đếm được không quý vị? Chờ giúp cho chúng tôi một tiếng 1, 2, 3 rô thật to và dài nào. Chúng ta nâng ly thật cao ạ. Sẵn sàng chưa? Đâu ạ? Nào, cao tay nâng chén rượu hồng, mừng ngày hai ta trọn nghĩa vợ chồng thăm năm. 1, 2, 3 rô. Xin mời. Quý vị rất là nhiều, quý vị chúng ta đã được chứng kiến những nghi lễ hạnh phúc trang trọng yêu thương của các bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để được có ngày vui trọn vẹn hạnh phúc, chúng ta không thể nào quên những công lao to lớn của các bậc làm cha làm mẹ. Họ luôn luôn dành tặng cho con cái của mình những gì tốt đẹp nhất. Họ luôn luôn mong muốn con cái của mình luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn nở nụ cười. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, giờ phút này đây, cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời những món quà yêu thương, những món quà tinh thần đến từ đại gia đình hai họ. Chúng ta sẽ cùng lần lượt trở về sân khấu dành tặng cho hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Đầu tiên, cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời những món quà đến từ đại diện họ nhà trai. Và cho phép con xin được trân trọng kính mời món quà của bố mẹ thân sinh ra chú rể, sẽ là món quà đầu tiên trở về sân khấu dành tặng cho hai con. Trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể sẽ cùng trở về trao tặng dành cho hai con trong ngày hạnh phúc ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời bố Quế đang ở phía dưới sẽ cùng trở về bàn hoa hạnh phúc để trao tặng món quà cho hai con cùng với bố mẹ trao tặng dành cho hai con ngày hôm nay ạ. Xin mời. Vâng, xin mời bố Quế sẽ cùng hiện diện trở về sân khấu và cùng đứng cạnh hai người con yêu của mình. Và nhiếp ảnh gia của chúng ta sẽ cùng lưu lại những bức ảnh thật đẹp trong buổi trưa ngày hôm nay, trong cuộc đời hạnh phúc của chú rể cô dâu. Là lời ru mẹ đưa bên cạnh con, cho con say giấc buồn. Là lời cha từng ngày ấm êm. Xin mời bố đứng cạnh gần với con trai em của mình đi ạ. Nhiếp ảnh gia đâu, chúng ta sẽ cùng lưu lại một bức ảnh thật đẹp thế nào. Xin mời. Và tiếp theo, cho phép tôi xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình anh chị Trường Thúy. Trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình em Thức Nhàn. Món quà đến từ em gái em Dung. Anh trai sẽ là người tặng thay đúng không ạ? Vâng ạ, chúng ta sẽ cùng đến với hai món quà đầu tiên. Đó chính là gia đình anh Trường Thúy và gia đình em Thức Nhàn sẽ cùng trở về sân khấu dành tặng món quà yêu thương hôm nay. Trân trọng kính mời. Vâng, bố mẹ đứng vào luôn ạ, bố mẹ đứng vào luôn ghi lại cung hình thật đẹp ạ. Vời hả ạ, bố mẹ có ba anh trai, ba người con trai rất là đẹp trai cao to. Ngày hôm nay thêm được một nàng dâu nữa, chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi yêu thương nhau.
Đúng ạ, hôm nay chắc là em Dương đi vắng. Và xin mời món quà của em gái là em Duyên. Và xin mời quý vị. Vâng ạ. Chào đón món quà của em Dung đó ạ. Người anh trai lên tặng ngay giúp cho em Dung. Và tiếp theo món quà của em Duyên ạ. Xin mời bố mẹ em Duyên ở đâu ạ?